Ở video này thì mình sẽ nói về khái niệm trước nhé. React Hook là gì? Ok, React Hook là một cái tính năng mới ở trong React cho phép chúng ta sử dụng state và những cái tính năng khác của React mà không cần phải sử dụng class. À, các bạn hiểu đơn giản là như vậy. Và khi chúng ta sử dụng hook thì chúng ta phải sử dụng ở trong functional component. Và cái hook chúng ta sẽ học trong video này đó chính là useState. useState. Rồi các bạn mở cái folder là src này trong cái component. Tạo cho mình một cái folder mới. Mình sẽ gọi là state đi ha. Mình đặt là state để làm gì? Để chúng ta học những kiến thức liên quan đến state ở trong thư mục này cho dễ quản lý. Được chưa? Thì giống như ở những cái chương trước thì chúng ta học làm một cái component là YouTube, thì chúng ta đặt là YouTube kiểu như vậy. Rồi, ở đây thì mình sẽ tạo một file là đơn giản thôi. New file, mình sẽ tạo một cái là toggle đi ha. toggle.js. Thì chập nữa chúng ta sẽ lấy cái ví dụ là cái toggle checkbox á. Đó, thì chúng ta sẽ làm ví dụ với nó để chúng ta hiểu được cái state nó hoạt động như thế nào. Rồi gõ ASC này. Đó. Thì các bạn sẽ thấy chỗ này này. Khi mình gõ là ASC á, nó sẽ có chỗ này là React Stateless này. Ok, thì chỗ này nó sẽ có hai cái khái niệm nữa. Mình sẽ nói cho các bạn biết để lỡ sau này các bạn đi phỏng vấn người ta hỏi thì các bạn biết mà trả lời. Nó rất là ngắn thôi nhưng mà các bạn sẽ rất là có ích cho các bạn nha. Cái đầu tiên á, đó chính là Stateless Functional Component. Và cái thứ hai á là Stateful Functional Component ha. Rồi, Stateless Functional Component là gì? Tức là nó cũng là Functional Component nhưng không sử dụng State ha. Functional, mình sẽ ghi tiếng Việt cho các bạn. Tức là Component ha, nhưng không sử dụng State. Còn đây á, là Stateful Functional Component là Component có sử dụng ha, có sử dụng State. Rồi mình sẽ viết ví dụ một cái từng cái riêng cho các bạn nhé. Mình sẽ viết xong rồi mình sẽ ghi chú lại. Mình sẽ đầu tiên á, mình cần làm gì? Mình cần import React cái đã. Import React from React ha, cái này là bắt buộc. Rồi Stateless Functional Component ha, mình sẽ viết một cái function toggle như thế này. Sau đó mình sẽ return cái div có class name, đặt là toggle như thế này. Đó, thì cái chỗ này á, người ta sẽ gọi là Stateless Functional Component. Còn ở dưới này này, function toggle 2 đi ha. Đó, như thế này. Mình cũng tương tự luôn, return div. Div này. Và class name là toggle. Và trong này mình sẽ sử dụng state, sử dụng state ở trong này. Thì sử dụng state ở trong này như thế nào thì ở video tới mình sẽ nói kỹ hơn cho các bạn nha. Ở đây mình viết tạm thôi. Ví dụ mình constant set count. Các bạn đừng quan tâm này vội ha, mình chỉ ghi ra cho các bạn thôi. Để cho các bạn biết được là stateless và stateful functional component là như thế nào. Đó. Thì lỡ sau này các bạn đi phỏng vấn người ta hỏi em có thể ví dụ cho anh một cái là stateless functional component là như thế nào, là stateful functional component là như thế nào và nó khác nhau như thế nào kiểu như vậy, thì chúng ta sẽ biết stateless functional component là component, là functional component nhưng không có sử dụng state, còn stateful functional component là functional component có sử dụng state ở bên trong. Thì cái đoạn này này là cái kiến thức về state, tức là chúng ta sử dụng một cái hook ha, khi nãy mình có nói hook cho các bạn rồi, một cái hook là có tên là useState và nó tại sao lại viết như vậy và sử dụng nó như thế nào thì ở video tới mình sẽ chỉ cho các bạn thật là chi tiết luôn nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tới nha.